Cửa hàng Minh Nguyễn Alo xin chào toàn thể các bác, các quý anh chị yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu cho các bác một dòng súp JBL có mã model 518S. Thì dòng JBL này thật sự các bác là quá là đẳng cấp và nổi tiếng rồi. Nói chung là anh em chơi những dòng súp như này để về chất âm thì rất là hay, cực kỳ là hay. Dòng này thì được sản xuất tại Mexico nhé các nhá. Sản xuất tại Mexico. Đấy. Đây là cái bát em đã tháo ra, hàng còn chưa vệ sinh, nó còn đẹp, còn bóng, còn nét như này nhé các nhá, cực đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp. Đây các bác nhìn cái xương nó còn sáng quắc luôn. Đây súp gì bây giờ đây, các bác nhìn bây giờ nó có cái dập số màng, đấy, số màng nó miếc này, màng miếc còn rất là đẹp, không bị gãy bị giết nhá các bác nhá, đấy. À, còn tím ngắt luôn các bác nhá, đây. Nguyên bản đẹp dã man luôn, tím ngắt luôn. Đây nó quay các bạn này, keo của côn nha các bác nhá, đấy keo của côn kìa, keo màu trắng kiểu đục đục màu sữa, đấy. Đục đục màu sữa các bác nhá. À, hai quả bác này còn rất là đẹp nha các bác nhá. Mà gì Mexico, hai quả là đẹp tương đương như nhau. Mexico, Mexico hết, bạn nhá. Sập đấy này, cũng khung, số mạng này, số mạng. Keo sữa này, zin đét đẹp luôn các bác nhá, đẹp nét căng, thùng thùng các bác nhá, sản xuất tại Mexico. Xịn xò chưa các bác? Rất là đẹp nha các nhá, rất là đẹp luôn. Sản xuất tại Mexico. MR518. Cực đẹp luôn. Sơn này nó là sơn sần cát. Dòng sơn này nó là dòng sơn nhựa nha các nhá. Đấy, sơn này thì chống chảy xước luôn các bác nhá. Sơn chống chảy xước. Lưới e căng còn nguyên tem cờ nhé các nhá, vẫn còn nguyên tem cờ đấy, hàng cực đẹp luôn các bác nhìn này. Đấy, nguyên tem cờ luôn, tem xịn luôn nhé các nhá, đấy, chứ không phải là cái tem mới như kia đâu nhé, tem xịn, đấy, tem nó bằng nhôm ấy, các nhá, đấy, tem xịn luôn nhé các nhá, còn nguyên tem cờ, hàng đẹp cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, góc cạnh các bác nhìn góc cạnh này, đẹp hết, không bị dập vỡ cái gì cả. Đẹp nhất căng luôn. Cũng như là đôi MR515 này các nhá. Còn nguyên tem cờ luôn. Hàng bên em nói thật các bác là toàn hàng thửa về cho các bác chơi luôn. Đẹp nhất căng. Chơi quá yên tâm. Anh quay các bác này. Để cái màn này vậy. Tím ngắt luôn các nhá, tím ngắt, màng là chưa vệ sinh luôn nha các nhá, chưa vệ sinh đâu, đấy, còn đẹp như này, đấy. Tím ngắt luôn, đấy. Đấy, các bác phải khi các bác xem, ví dụ như là xem là chủ yếu là những cái gân này, đấy, nó có đánh nó có bị gãy không, đấy, đấy. Nó mà bị gãy màng này là hỏng, là đánh là nực ra rất là yếu các nhá. Đấy, riêng có những cái dòng súp xịn như này các bác phải xoay thật kỹ. Đấy. Đấy. Đấy, các bác nhé. Đấy. Không bị dập, không bị gãy là ok. Đấy. Đấy. Màng này vệ sinh lại phát này còn đẹp nữa các bác nhé. Đấy. Quá đẹp luôn.
Cặp này các bác chơi thì không phải nghĩ rồi, quá là tuyệt vời. Hết điểm trên luôn. Đợt này em về số lượng không có nhiều cho các nhá. Nói chung là gần Tết thì đợt này hàng nếu để kiếm hàng đẹp thì nó cũng hơi bị hiếm. Đấy. Nên là cái số lượng về thì có được duy nhất một cặp thôi các bác nhá. Đấy. Những cặp này thì về cái độ đẹp của nó không phải bàn được rồi. Nói chung là nó rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không phải chê được về cái độ đẹp. Đấy. Còn hàng thì nói chung là tùy theo về cái chất lượng nó còn được bao nhiêu phần trăm các bác nhá. Đấy. Riêng những hàng đẹp như này thì bên em hiện tại đang bán trong thời điểm bây giờ các bác nhá. Đấy, hiện tại thời điểm bây giờ là 19 triệu một quả các bác nhá. 19 triệu một quả, hàng bao đẹp, bao xuất sắc cho các bác. Đấy. Gọi thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đấy, còn nguyên tem cờ luôn nha các bác nhá. 19 triệu quả. Đấy. Đấy, còn các bác nào mà lấy cả cặp thì nó sẽ rẻ hơn được 500 nghìn nha các bác nhá. Đấy. Các bác nào lấy cả cặp thì nó sẽ rẻ hơn được 500 nghìn. Đấy. Còn lẻ là 19 triệu quả. Đấy. Đẹp, xuất sắc, hàng gọi là thiếu mỗi thùng xốp thôi. Đấy. Quá đẹp luôn. Các bác nào lấy về những cái dòng hàng chất lượng đẳng cấp như này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em đang trình bày. Và đây cũng là số điện thoại ở bên cửa hàng bên em. 0985778338. Các bác nào gần qua trực tiếp cửa hàng ở số 247C đường Ngô Quyền, phường Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Nói chung là tất cả những cái dòng sản phẩm thì đa phần về những cái dịp cuối năm thật sự các bác là nó rất là khan hàng. Đấy, những hàng đẹp thì thật sự bác là anh em săn đùng rất là ác luôn. Đấy, không có hàng để mà bán cơ. Đấy. Nên là tùy theo vào những cái dịp, ví dụ như là đầu năm hoặc là giữa năm, những cái thời điểm đấy anh em gọi là sắm sửa rất là ít nên là cái mức giá nó cũng hợp lý hơn. Nên đợt này thì thật sự các bác là cuối năm thì là cái giá vào hàng đẹp như này bên em vào cũng rất là cao vào và không có để mà gọi là săn cơ. Đấy. Nên là các bác vào lấy những dòng hàng này thì báo với em sớm. Đấy, số lượng em không có nhiều nha các bác nhá. Giá là 19 triệu một quả. Thôi video này em xin tạm dừng tại đây. Các bác nào nếu thấy hay, thấy ý nghĩa cho em xin nút like, nút đăng ký để tiện theo dõi những video, những mặt hàng mới nhất ở bên em được luôn cập nhật hàng ngày cho các bác. Sau đây em xin chào và hẹn lại các bác trong các video tiếp theo.